Thưa quý vị, nhân mùa An cư Kiết Hạ, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, nhằm trợ duyên đến chư tăng ni hành giả an cư, sáng ngày 3 tháng 7, phái đoàn chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, chùa Long Quang, huyện Kiên Hải và chùa Tân Phước, huyện Hòn Đất do Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và cúng dường 3 điểm an cư Kiết Hạ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đón tiếp phái đoàn có chư tôn đức tăng ni ban chức sự cùng chư hành giả an cư tại ba trường hạ. Tại các điểm đến, chư tôn đức tăng ni đại diện đoàn đã hướng dẫn Phật tử dâng hương bạch Phật và dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài tịnh vật trợ duyên lành để chư tăng ni chuyên tâm tu hành, thúc liễm thân tâm trao dồi giới định tuệ. Mong rằng trong 3 tháng an cư, chư tăng ni hành giả sẽ luôn đoàn kết hòa hợp, giúp đỡ nhau tinh tấn tu học, an trú vững chãi trong chánh niệm, là những sứ giả Như Lai, bậc hiền thánh hộ trì Phật pháp, làm cho giáo pháp được trường tồn. Đáp lại thâm tình của phái đoàn, chư tôn đức tăng ni ban chức sự các trường hạ gửi lời tri ân và cảm niệm công đức chư tôn đức tăng ni đã hướng dẫn quý Phật tử trở về các trường hạ để cúng dường tịnh tài phẩm vật hỗ trợ chư hành giả tại các điểm an cư an tâm tu học trong 3 tháng mùa mưa. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ các thành viên trong đoàn thân khỏe tâm an, vạn sự kiết cường. Chuyến hành hương cúng dường trường hạ khép lại trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức và quý Phật tử.